Thầy xin chào tất cả các em học sinh lớp 9 trường Trung học cơ sở Trung An, quận 11. Hôm nay thầy sẽ cùng với các em áp dụng các kiến thức mà chúng ta đã ôn tập trong chương hình học thứ hai để vào việc là giải một số bài tập liên quan đến chúng. Đây, chúng ta có bài thứ nhất. Cho tam giác ABC nhọn, vẽ đường tròn đâm ô đường kính BC, cắt hai cạnh AB, AC lần lượt tại D và E. BE và CD cắt nhau tại Y, AI cắt BC tại F. Câu A, chứng minh BE vuông góc với AC và AF vuông góc với BC. Câu B, chứng minh 4 điểm ADIE cùng thuộc một đường tròn, xác định tâm K của đường tròn đó. Câu C, chứng minh KE là tiếp túy của đường tròn tâm O. Rồi, chúng ta tiến hành giải. Rồi, chúng ta có hình vẽ như giả thiết đề bài đã cho. Rồi, bây giờ chúng ta vào câu đầu tiên, chứng minh BE vuông góc với AC và AF vuông góc với BC. Đây, quan sát BE trên hình vẽ. Thì chúng ta thấy BE có phải là một cạnh của cái tam giác BEC không? Rồi, bây giờ quan sát tam giác BEC, chúng ta thấy có điều gì đặc biệt nè. Thứ nhất là cái tam giác này nó nối tiếp đường tròn tâm O. Không nè, tại vì ba đỉnh của nó là B, C, E cùng nằm trên đường tròn tâm O. Thứ hai là chúng ta đã có gì? Đường kính BC. Đường tròn tâm O có đường kính là BC. Vậy là theo một kiến thức chúng ta đã học ở trong chương 2 hình học lớp 9, chúng ta có cái định lý là gì? Nếu một tam giác nối tiếp mà có một cạnh của nó là đường kính của đường tròn nội tiếp tam giác đó, đường tròn ngoại tiếp tam giác đó, thì chúng ta kết luận ngay cái tam giác đó BS, tam giác đó sẽ là tam giác vuông. Thì nhắc lại định lý ha, nếu một tam giác có một cạnh là đường kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác đó thì nó là tam giác vuông. Thì ở đây chúng ta thấy tam giác BEC hội đủ điều đó. Tam giác BEC nội tiếp đường tròn tâm O có cạnh BC là đường kính. Phong nè, như dễ dàng kết luận ngay tam giác BEC vuông tại E. Mà nếu nó vuông tại E thì dẫn đến là góc BEC bằng 90 độ. Mà từ đó quá dễ dàng để kết luận BE vuông góc với AC. Rồi, sau khi chứng minh được BE vuông góc AC, chúng ta sẽ dùng kết quả đó để chứng minh tiếp AF vuông góc với BC. Thì ở đây chúng ta có một giả thiết là cái gì? BE cắt CD tại Y. BE cắt CD tại Y. Đúng nè. Rồi, bây giờ chúng ta đã chứng minh là BE đường cao rồi. Vậy muốn chứng minh AF vuông góc với BC, chúng ta chỉ cần chứng minh là Y là trực tâm. Đúng nè. Mà ở đây BE và CD cắt nhau tại Y, vậy chứng tỏ phải chứng minh CD là đường cao thứ hai. Mà quan sát như vậy, chúng ta thấy CD nó là cạnh của tam giác BCD. Mà tam giác BCD này nội tiếp đường tròn đường kính BC, phải không nào? Vậy tam giác BDC này sẽ là tam giác vuông tại D. Vậy chứng minh tương tự chúng ta có được CD vuông góc với AB tại D. Không nào? Rồi, xét tam giác ABC chúng ta có điều gì? Thứ nhất, BE và CD là các đường cao vì BE vuông góc AC và CD vuông góc với AB. BE và CD lại cắt nhau tại Y. Vậy hội đủ hai điều này, chúng ta kết luận ngay Y là trực tâm của tam giác ABC. Thêm vào đó, Y lại nằm trên cái thằng AF. Mà nếu nằm trên AF thì dẫn đến AF sẽ là đường cao thứ ba. Mà nếu AF là đường cao thứ ba thì dĩ nhiên là AF sẽ vuông góc với BC như trên hình vẽ chúng ta thấy. Vậy chúng ta dễ dàng kết luận AF vuông góc với BC. Vậy là ở bài này chúng ta đã vận dụng định lý nếu một tam giác có một cạnh là đường kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác thì nó là tam giác vuông. Và một định lý của lớp 7 đó là trong tam giác ba đường cao của tam giác cùng cắt nhau tại một điểm, điểm nối lại là trực tâm của tam giác. Rồi, chúng ta tiến hành giải câu B. Chứng minh 4 điểm ADIE cùng thuộc một đường tròn, xác định tâm K của đường tròn đó. Rồi, bây giờ quan sát 4 điểm ADIE thì chúng ta dễ dàng nhận thấy là ba điểm AEI là ba đỉnh của tam giác vuông AEI. Ba đỉnh của tam giác
À, ba đỉnh, ba điểm ADI lại là ba đỉnh của tam giác ADI. Mà hai tam giác này đều là tam giác vuông hết. Vậy từ đó gợi nhớ chúng ta áp dụng một định lý đó là gì? À, trong tam giác vuông, trung điểm của cạnh huyền sẽ là tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông đó. Hay nói cách khác, trong tam giác vuông, cạnh huyền là đường kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông đó. Và dễ dàng áp dụng vào hai tam giác chúng ta thấy. Tam giác AEI vuông tại E, vậy suy ra tam giác AEI của mình sẽ nội tiếp đường tròn đường kính AI. Tam giác ADI vuông tại D, vậy suy ra tam giác ADI nội tiếp đường tròn đường kính AI luôn. À, vậy từ đó chúng ta dễ dàng nhận xét là bốn điểm ADIE cùng nằm trên đường tròn đường kính là AI. Và từ đó dễ dàng xác định được là tâm K sẽ là trung điểm của AI. À, vậy ở đây chúng ta đã vận dụng một cái định lý đó là gì? Trong tam giác vuông, cạnh huyền là đường kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông đó. Rồi bây giờ chúng ta qua câu C. Chứng minh KE là tiếp tuyến của đường tròn tâm O. Rồi thì bây giờ để chứng minh KE là tiếp tuyến đường tròn tâm O thì chúng ta phải xác định cho ra tiếp điểm nè và tâm của đường tròn nè. Thì dễ dàng thấy là E là tiếp điểm, O là tâm của đường tròn. Vậy từ đó chúng ta phải chứng minh cho được KE vuông góc với OE tại tại E. Rồi thì quan sát trên hình vẽ mình thấy góc KEO có hai góc kề với nó là góc KEA và góc OEC. Vậy nếu như chúng ta chứng minh được hai góc KEA và OEC cộng lại bằng 90 độ thì dễ dàng suy ra được là góc KEO sẽ bằng 90 độ. Đây, quan sát trên hình vẽ chúng ta thấy. Quan sát trên hình vẽ chúng ta thấy nè. À, thì cái tam giác AKE của mình cân đại K phải không nè? À, vì sao nè? À, vì mình có là gì? AE thuộc đường tròn 5K, vậy là KA bằng với KE. À, còn nếu như mình không giải cái đường tròn đó ra thì mình có thể dễ dàng giải thích không nè, thì tam giác vuông AEI vuông tại E có EK là đường trung tuyến có mấy cạnh huyền, vậy từ đó dẫn đến là KE sẽ bằng một nửa AI, mà nếu vậy nó cũng bằng AK. Rồi vậy chúng ta có hai cách để giải thích, à KA bằng với KE là như vậy ha. Rồi mà nếu vậy thì dẫn đến là góc KEA sẽ bằng với góc KAE. Rồi chứng minh tương tự vậy chúng ta sẽ có được là góc OEC bằng với góc OCE. Rồi quan sát trên hình vẽ thì chúng ta thấy rằng gì? Quan sát trên hình vẽ chúng ta dễ dàng phân thấy là cái góc A thầy tô vàng nè. Và cái góc C thầy tô vàng nè. À thì hai góc này nó là hai góc nhọn của tam giác vuông ABC. Đúng nè, à nó là hai góc nhọn của tam giác vuông AFC vuông tại F thì dễ dàng suy ra được là góc KAE cộng với góc OCE là bằng 90 độ. À, vậy từ 1, 2 và 3 chúng ta dễ dàng suy ra được góc KEA, KEA, góc KEA của mình à, là cái góc hệ tô màu đỏ nè. À, và cái góc OEC là cái góc này đánh dấu mà đỏ này đây, hai góc này cộng lại bằng 90 độ. Được chưa? Là mà thêm vào đó mình có góc KEA cộng với góc KEO cộng với góc OEC là bằng 180 độ thì dễ dàng suy ra được cái góc còn lại ở giữa này là góc KEO là bằng 90 độ. Rồi, vậy là KEO bằng 90 độ rồi thì KE dễ dàng vuông góc với OE tại tại E. Mà E lại thuộc đường tròn tâm O nữa, vậy sự nói suy ra KE là tiếp tuyến của đường tròn tâm O. Rồi, chứng minh tương tự chúng ta sẽ có KD. Chứng minh tương tự chúng ta sẽ có KD là tiếp tuyến của đường tròn tâm O luôn. Rồi, đó là câu C. Chúng ta đã vận dụng đều là một muốn chứng minh một đường thẳng là tiếp tuyến của đường tròn thì mình phải chứng minh đường thẳng đó vuông góc với bán kính tại một điểm nằm trên đường đường tròn. Rồi. Rồi chúng ta qua bài thứ hai. Nội dung của bài thứ hai như sau. Rồi
Rồi, nội dung của bài thứ hai. Cho đường tròn tâm O. Rồi, cho đường tròn tâm O ha. Bán kính OA, vẽ dây BC vuông góc với OA tại H. Rồi, tiếp tuyến tại B của đường tròn tâm O, cắt OA tại D. Câu A, chứng minh DC là tiếp tuyến của đường tròn tâm O. Câu B, gọi M là điểm bất kỳ trên cung nhỏ BC. Tiếp tuyến tại M của đường tròn tâm O, cắt DB, DC lần lượt tại E và F. Chứng minh chu vi tam giác DEF bằng 2 lần DB. Đây, chúng ta có hình vẽ theo giả thiết của đề bài cho. Giờ chúng ta tiến hành giải câu A. Chứng minh DC là tiếp tuyến đường tròn tâm O. Đây, bây giờ muốn chứng minh DC là tiếp tuyến đường tròn tâm O thì dễ dàng phát hiện C là tiếp điểm, O là tâm. Vậy là phải chứng minh cho ra DC vuông góc với OC. Thì bài tập này chúng ta đã được làm trên lớp. Thì để chứng minh được là DC vuông góc với OC, chúng ta phải chứng minh ra được góc DCO bằng 90 độ. Mà nếu vậy thì chúng ta phải chứng minh bằng cách nào? À, chúng ta đưa về chứng minh hai tam giác bằng nhau. Đó là tam giác OBD và tam giác OCD. Rồi, giờ quan sát hai tam giác này trên hình vẽ, chúng ta thấy được những yếu tố bằng nhau. À, thứ nhất, có phải là OB bằng OC không? Rồi, thứ hai là cạnh OD là cạnh chung. Rồi, chỉ có hai yếu tố cạnh bằng nhau rồi, thì nó có thể rơi vào trường hợp. Trường hợp nào nè? Cạnh hoặc là cạnh góc cạnh. Rồi, nếu cạnh thì là cạnh BD phải bằng với cạnh AC. Còn nếu cạnh góc cạnh thì góc COD. Góc COD nó phải bằng với góc BOD. Đây, giờ chúng ta chọn hướng nào? Cạnh hay cạnh góc cạnh? Thì quan sát chúng ta thấy dễ dàng, chúng ta chọn là cạnh góc cạnh. Tức là bây giờ mình sẽ chứng minh góc BOD bằng với góc COD. Thì việc này quá dễ dàng đối với chúng ta. À, vì sao? Vì chúng ta có tam giác OBC, chúng ta cân tại O. Vì OB bằng với OC, do B và C thuộc đường tròn tâm O. Hôm nay mà kèm vào đó là OH là đường cao ứng với cạnh đáy của tam giác cân OBC cân tại O. Vậy từ đó chúng ta có được là OH này đồng thời là đường phân giác luôn. Mà nếu đường phân giác thì góc OBD sẽ bằng với góc COD. Từ đó chúng ta dễ dàng chứng minh được hai tam giác này bằng nhau trường hợp cạnh góc cạnh. Rồi, mà nếu hai tam giác này bằng nhau trường hợp cạnh góc cạnh rồi thì từ đó dẫn đến hai góc tương ứng là góc OBD và góc OCD sẽ bằng nhau. Rồi, mà góc OBD của mình là bằng 90 độ. Bấm nè, do mình có BD là tiếp tuyến của đường tròn tâm O tại B thì BD phải vuông góc với OB. Rồi, thì từ đó chúng ta dễ dàng suy ra được là DC vuông góc với OC tại C, mà điểm C lại thuộc đường tròn tâm O có sẵn rồi. Vậy từ đó chúng ta kết luận được DC là tiếp tuyến của đường tròn tâm O. Rồi, chúng ta qua câu B. Gọi M là điểm bất kỳ trên cung nhỏ BC, tiếp tuyến tại M của đường tròn tâm O, cắt nơi BDC tại hai điểm E và F. Chứng minh chu vi tam giác DEF bằng 2 lần DB. Đây, bây giờ thầy nói về cái cung nhỏ BC. Thì khi mình lấy hai điểm nằm trên đường tròn, thì hai điểm này nó sẽ chia đường tròn thành hai phần. Mỗi phần như vậy mình gọi là một cung, và hai cung đó đều có tên là BC hết. Và để phân biệt, người ta sẽ nói là cung nhỏ BC và cung lớn BC. Thì ở đây mình lấy M nằm trên cung nhỏ BC. Rồi, để vẽ tiếp tuyến tại M thì chúng ta nói OM lại, và từ đó chúng ta vẽ vuông góc với OM tại M. Rồi, chúng ta có tiếp tuyến tại M, cắt DB và DC lần lượt tại E và F như trên hình vẽ. Rồi, giờ chúng ta tiến hành chứng minh câu B. Câu B yêu cầu chúng ta chứng minh là chu vi tam giác DEF bằng 2 lần DB. Thì như đã học kiến thức về chu vi, chúng ta có chu vi tam giác DEF thì bằng tổng độ dài ba cạnh của nó là DE, EF và DF. Rồi, quan sát trên hình vẽ, chúng ta thấy cái đoạn EF nó được chia thành hai đoạn nhỏ nữa, đó là EM và FM. Vậy bây giờ chu vi tam giác chúng ta sẽ chuyển thành là tổng của bốn cái đoạn thẳng như trên hình vẽ. Mà trong bốn đoạn thẳng này thì có hai cái đoạn thẳng màu đỏ thì tô màu. Ha, để chúng ta thấy cái điểm đặc biệt đó là gì.
À, chúng ta phát hiện EM là tiếp tuyến của đường tròn tâm O tại M, EB là tiếp tuyến của đường tròn tâm O tại tại B. Đúng nè. Rồi, vậy từ đó chúng ta có dễ dàng kết luận rồi nè. EB thì bằng với EM. Rồi, tiếp tục chúng ta phát hiện FM là tiếp tuyến của đường tròn tại M. Đúng nè. Và FC là tiếp tuyến của đường tròn tâm O tại tại C. Hai tiếp tuyến này khác nhau tại F, vậy chúng ta dễ dàng có FC bằng với FM. Đúng không? Rồi, và chúng ta đã phát hiện được các đoạn thẳng bằng nhau như trên hình vẽ. À, vậy nếu bằng nhau thì chúng ta có thể thế vào. Đây, vậy là thay vì EM thì sẽ ghi là EB, FM thì sẽ thay bằng FC. Vậy khi thay vào như vậy có lợi gì không? Thì chúng ta quan sát, DE mà cộng với EB thì chúng ta có ngay là DB. Đây, FC cộng DF thì chúng ta có ngay là cái đoạn DC. Đúng nè, mà hai cái đoạn DB và DC này như thế nào với nhau? Đại chúng là bằng nhau nữa. Tại sao bằng nhau? Thì đó là do tính chất của hai tiếp tuyến khác nhau tại một điểm, thì điểm đó sẽ cách đều hai tiếp điểm. DB bằng với DC. Mà nếu vậy thì dễ dàng kết luận chu vi tam giác DEF bằng hai lần cạnh DB. À, vậy ở đây chúng ta đã chứng minh tiếp tuyến nè, bằng cách là chứng minh hai tam giác bằng nhau nè. Và sau đó chúng ta áp dụng tính chất của tiếp tuyến nè, để từ đó chứng minh đưa về các đoạn thẳng bằng nhau và chứng minh được là chu vi tam giác DEF bằng hai lần cạnh DB. Đây, đó là nội dung của bài thứ hai. Bây giờ chúng ta qua bài thứ ba. Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB, gọi AX và BY là hai tiếp tuyến của đường tròn tâm O. M là một điểm thuộc nửa đường tròn tâm O. Tiếp tuyến tại M cắt AX, BY lần lượt tại C và D. Câu A. Chứng minh CD bằng AC cộng BD và góc COD bằng 90 độ. Rồi, câu B, gọi Y là giao điểm của OC và AM. Rồi, chứng minh. À, chứng minh nha. Cái khoản này có C. Này, bỏ đi. Rồi, chứng minh. À, tứ giác OIMK là hình chữ nhật. Rồi, câu C. Cái này là câu C. Rồi, câu C, chứng minh AB là tiếp tuyến của đường tròn đường kính CD. Này, giờ chúng ta tiến hành vẽ hình. Là chúng ta có hình vẽ ha. AXBY là hai tiếp tuyến của nửa đường tròn tâm O, đường kính AB. M là một điểm thuộc nửa đường tròn. M thuộc nửa đường tròn và tiếp tuyến tại M cắt hai tiếp tuyến AX và BY tại C và D. Đây, bây giờ chúng ta tiến hành câu A. Chứng minh CD bằng AC cộng với BD và góc COD bằng 90 độ. Đây, bây giờ chúng ta chứng minh ý thứ nhất, CD bằng AC cộng BD. Rồi, thì quan sát trên hình vẽ chúng ta thấy CD thì nó bằng tổng của hai đoạn thẳng CM và MD. Vậy nếu như chúng ta chứng minh được là CM bằng CA, DM bằng DB thì chúng ta sẽ biến từ cái tổng đó thành là tổng của AC và DB. Vậy coi chúng ta có thể chứng minh bằng nhau được hay không? À, thì dễ dàng quan sát chúng ta thấy CM, CA là tiếp tuyến đường tròn tâm O với M và A là tiếp điểm. Vậy từ đó CA sẽ bằng với CM. Rồi, tương tự vậy DM và DB là hai tiếp tuyến đường tròn tâm O khác nhau tại D, có M và B là các tiếp điểm. Vậy là dễ dàng kết luận được là DM bằng DB. Mà nếu như vậy thì thế vô, chúng ta có ngay cái phần thứ nhất của câu A đã được chứng minh xong. Phải không nào? À, vậy từ đó chúng ta vận dụng vào giải. Rồi, xét đường tròn tâm O đã có CA, CM là tiếp tuyến với A và M là tiếp điểm. Vậy từ đó kết luận CA bằng CM. DB, DM là tiếp tuyến với B và M là tiếp điểm. Vậy từ đó dễ dàng kết luận DB bằng DM. Mà CD của mình bằng CM cộng DM. Vậy từ ba điều này chúng ta dễ dàng kết luận CD bằng AC cộng với BD. Rồi, câu kế tiếp. À, là chứng minh góc COD bằng 90 độ. Rồi, quan sát góc COD. Thì chúng ta thấy góc COD là nó do góc COM cộng với góc DOM. Đây, giờ chúng ta coi có điều gì
Chúng ta biết được từ hai góc này. À, thì quan sát trên hình vẽ chúng ta thấy CM, CA là hai tiếp tuyến đúng không nè. Và nếu hai tiếp tuyến này cắt nhau tại C thì chúng ta có một cái định lý là gì? Tia kẻ từ tâm đến điểm đó sẽ là tia phân giác của góc tạo bởi hai bán kính. À, vậy từ đó chúng ta áp dụng định lý này vào, chúng ta dễ dàng kết luận được gì? Góc O1 bằng với góc O2 bằng một nửa góc AOM. Góc O3 bằng góc O4 bằng một nửa góc MOB. Được chưa? Rồi, vậy kết hợp 4, 5, 6 này lại, chúng ta có góc COD có phải bằng nửa tổng của góc AOM và góc BOM không nè? Mà góc AOM và góc BOM là hai góc kề bù. Vậy cộng lại là 180, mà đến 182 thì ra 90 độ. Vậy chúng ta dễ dàng kết luận góc COD bằng 90 độ. Rồi, đó là nội dung của câu A. Vậy chúng ta qua câu B. Rồi, câu B gọi Y là giao điểm của OC và AM. K là giao điểm của OD và M, MB. Chứng minh OIMK là hình chữ nhật. Rồi, thì nói về chứng minh hình chữ nhật thì chúng ta có 4 dấu hiệu không nè. Thứ nhất, tứ giác có 3 góc vuông là hình chữ nhật. Thứ hai, hình thang cân có 1 góc vuông là hình chữ nhật. Thứ ba, hình bình hành có 1 góc vuông là hình chữ nhật. Và thứ tư là hình bình hành có 2 đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật. Thì ở đây chúng ta chọn dấu hiệu nào? À, thì chúng ta dễ dàng nhận thấy là chúng ta sẽ dùng cái dấu hiệu là tứ giác có 3 góc vuông. Và góc vuông thứ nhất là góc nào? Đó là góc COD chúng ta đã chứng minh ở câu A. À, góc vuông thứ hai. À, góc vuông thứ hai là góc nào đây? À, góc vuông thứ hai có phải là góc AMB không? À, góc AMB đây chúng ta thấy là gì? AMB, tam giác AMB nội tiếp đường tròn đường kính AB, chỉ là tam giác AMB vuông tại M. Vậy chúng ta được đó, góc thứ hai. Vậy góc thứ ba chỉ còn lại Y và K. Thì chúng ta thấy hai thằng này là như nhau. À, bây giờ chúng ta chọn Y đi. Rồi, giờ chứng minh Y góc MIO bằng 90 độ. Thì việc này chúng ta đã học trong lớp rồi. Chúng ta sẽ vận dụng kiến thức đường chung trực. Chúng ta sẽ chứng minh OC là đường chung trực của AM. Được chưa? Thì dễ dàng chúng ta nhận thấy OC là chung trực của AM. Vì sao? Vì CM bằng CA chứng minh trên. OA bằng với OM vì MA thuộc đường tròn tâm O. Vậy dễ dàng kết luận ngay OC là đường chung trực của MA. Mà OC cắt MA tại Y thì lúc đó góc dẫn đến là góc OIM phải bằng 90 độ. Rồi, vậy là chúng ta đã chứng minh được những điều trên ha, vậy là đó, CA, CM chứng minh trên, OA bằng OM do A và M thuộc đường đúng không? Vậy là OC là đường chung trực của AM. Mà OC cắt AM Y, vậy OC dùng góc AM Y, vậy góc OIM bằng 90 độ. Rồi, còn cái góc AMB thì như hồi nãy thầy trình bày là gì? Tam giác AMB nội tiếp đường tròn 5O có AB đường kính. Vậy góc AMB là 90 độ. Vậy từ điều 7, điều 8, điều 9 chúng ta dễ dàng chứng minh được là tứ giác OIMK là hình chữ nhật. À, đó là chúng ta vận dụng tính chất là gì? Tia kẻ từ tâm đến điểm đó là tia phân giác của góc tạo bởi hai bán kính qua các tiếp điểm trong tính chất của hai tiếp tuyến khác nhau. Không nè? Rồi bây giờ chúng ta qua câu C. Câu C chứng minh AB là tiếp tuyến của đường tròn đường kính CD. Rồi chúng ta có hình vẽ. Rồi. Rồi bây giờ chứng minh AB là tiếp tuyến của đường tròn đường kính CD. Bây giờ chúng ta phải xác định cho ra tâm của đường tròn đường kính CD và tiếp điểm đúng nè. Rồi bây giờ chúng ta thấy nếu mà CD là đường kính vậy trung điểm của CD sẽ là tâm, vậy thầy gọi T là tâm của đường tròn đường kính CD, vậy suy ra T sẽ là trung điểm của CD. Rồi chúng ta có cái đường tròn như trên hình vẽ. Rồi bây giờ chúng ta phải phát hiện ra tiếp điểm, thì quan sát trên hình vẽ chúng ta thấy AB và đường tròn đường kính CD thấy xuất hiện cái điểm Y, hình như nó là điểm chung đó. Vậy là chúng ta phải chứng minh cho ra O phải nằm trên đường tròn đường kính CD đúng không nè, còn O nằm trên AB chúng ta có rồi.
À, thì việc chứng minh O nằm trên đường tròn đường kính CD quá dễ dàng vì tam giác COD của mình là vuông tại O, vậy O thuộc đường tròn đường kính CD. Đây, thì bây giờ chuyện để chứng minh AB là tiếp tuyến đường tròn đường kính CD thì chúng ta chỉ cần đi chứng minh AB vuông góc với OT tại tại O. Được chưa? À, thì giờ quan sát OT mình có T là trung điểm của CD do T là tâm nè của đường tròn đường kính CD. O là trung điểm của AB vì O là tâm của đường tròn đường kính AB. Được chưa? Rồi cái đoạn thẳng này nói hai trung điểm thì chúng ta liên quan tới đường trung bình của tam giác và đường trung bình của hình thang. Đúng nè, thì ở đây chúng ta sẽ đưa về đường trung bình của ai? À đúng rồi, đó là đường trung bình của hình thang. Vậy tứ giác nào là hình thang? À có phải là tứ giác ABDC không? À quan sát hình vẽ chúng ta có tứ giác ABDC. Bây giờ làm sao chứng minh nó được hình thang nè? À thì chúng ta thể dễ dàng nhận thấy là mình có AC và BD cùng vuông góc với AB. Vậy tứ giác ABCD của mình là hình thang. Mà trong hình thang này có T và O lần lượt là trung điểm của CD và AB. Vậy từ đó chúng ta dễ dàng kết luận OT là đường trung bình của hình thang ABCD. ABDC. Vậy từ đó dẫn đến OT song song với hai đáy AC và BD. Mà trong khi đó mình lại có AC vuông góc với AB nữa, vậy từ đó dễ dàng suy ra được là OT vuông góc với AB tại tại O. Mà O lại thuộc đường tròn đường kính. À, O thuộc đường tròn đường kính CD chứng minh ở mục 1. Vậy từ 1 và 2 chúng ta kết luận AB là tiếp tuyến của đường tròn đường kính CD. À, và bài này thường thường thầy cô gọi nó là bài ba tiếp tuyến cắt nhau. À, chúng ta nhớ những cái câu cơ bản trong cái bài ba tiếp tuyến cắt nhau này để sau này có những câu chúng ta phải chứng minh nó trước rồi mới tiếp tục làm những câu mà theo đề bài yêu cầu ha. Rồi, đó là nội dung chúng ta ôn tập ngày hôm nay dựa trên những kiến thức mà chúng ta đã ôn tập trong cái phần lý thuyết chương 2 hình thập chính. Rồi, các em có chịu khó xem lại cách chứng minh ba bài tập cơ bản này để chúng ta có thể vận dụng nó vào việc là hoàn tất cái bài kiểm tra định kỳ giữa định kỳ học kỳ 1 sắp tới của chúng ta. Rồi, chúc các em hoàn thành bài thi học kỳ 1 sắp tới một cách hoàn hảo và tốt đẹp. À, xin chào và hẹn gặp lại ở bài học sau.